Phong xin kính chào tất cả quý khán thính giả Xin chúc cho tất cả quý khán thính giả một buổi tối thật là vui vẻ và bình yên bên gia đình và người thân à, Thưa cả nhà Chúng ta lại gặp lại nhau trong uh, nội dung video clip tối ngày hôm nay Và vào uh, chiều ngày hôm nay thôi các anh các chị À, trong uh, cái quá trình mà dạo 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 trên các cái trang báo chí uh, chính thống của Việt Nam để xem thì coi có, có những cái nguồn thông tin nào hay là không để xoay quanh các cái sự việc và các diễn biến thì ngày hôm nay chúng ta có một số cái diễn biến uh, về cái vụ việc ngày hôm qua khi mà có một cái trận uh, mưa nó kéo dài khoảng hơn 3 giờ đồng hồ trên Đà Lạt uh, thì nó gây ra một cái vụ sạt lở đất ở trên đó nó vùi lấp hai người thì buổi sáng phong có đăng một cái bài đăng ở trên trang fanpage của mình á thì đó là hai người bị mất tích thì đến chiều ngày hôm nay vào lúc tầm khoảng gần 3 giờ chiều thì đã có thông tin trên báo chí cũng là trên trang tuổi trẻ phong có chia sẻ lên trên fanpage trở lại là đã tìm ra được hai người mất tích rồi thì đó là một cái việc cũng khá là đáng tiếc cái sự kiện khá đáng tiếc mà giai đoạn vừa qua ở đà lạt nó xảy ra cũng khá là nhiều cái tình trạng sạt lở đất như vậy nó ảnh hưởng kể cả tính mạng và tài sản của người dân thế thì đó là diễn biến trên trang báo tuổi trẻ thế thì sau đó phong dạo một vòng qua tới trang báo thanh niên á thì lại bắt gặp được một cái thông tin mà phong không biết rằng với cái thông tin này á, thì liệu rằng à, à, những người đang quan sát cái câu chuyện à, của bà nguyễn phương hằng và tất cả các cái diễn biến về các cái sự kiện khác nó diễn ra trong xã hội và nó liên quan đến nhiều yếu tố khác mà đặc biệt là những cái vụ án hình sự á ha, đặc biệt là những vụ án hình sự thì không biết các anh các chị à, sẽ có cái góc nhìn như thế nào Phong cũng chỉ hy vọng một điều khi chia sẻ bài báo này cho cả nhà thì sẽ không có ai đó mà lên đây nói tôi lại bắt đầu một lần nữa tôi đi bẻ chữ ha tôi đi bẻ chữ mà tôi đi nhét chữ vào mồm của ai đó bởi vì thật sự mình không thể nào làm được điều đó cái chuyện đọc như thế nào là một chuyện hiểu như thế nào lại là một chuyện khác còn tùy theo góc nhìn của mỗi người thôi thì để chia sẻ cho cả nhà trước cái nội dung bài báo này đi đã rồi muốn nói gì đó là nói tiếp mà muốn bình luận gì đó bình luận tiếp vào lúc 14 giờ 30 phút chiều ngày hôm nay 29 tháng 6 năm 2023 thì trên trang báo thanh niên có một bài viết của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thì cái tiêu đề của nó là xử lý nghiêm hành vi lợi dụng tố cáo để vu khống hãm hại người khác thoạt nhìn cái tiêu đề này không thì chắc là nó cũng khiến cho chúng ta nó gợi nhớ cho chúng ta đến một số thông tin nào đó đúng không ạ đối một số thông tin nào đó đúng không còn tùy theo các anh các chị có nhớ hay là không vào bài báo ha viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao lê minh trí vừa ban hành chỉ thị về tăng cường công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong ngành kiểm sát Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ký ban hành chỉ thị số 03 về tăng cường công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong ngành kiểm sát nhân dân. Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua bên cạnh những kết quả đạt được công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong ngành kiểm sát vẫn còn có mặt hạn chế ví dụ như một số cán bộ chưa nhận thức đầy đủ sâu sắc các quy định về phòng chống tham nhũng tiêu cực công tác tuyên truyền phổ biến có lúc có nơi chưa kịp thời đầy đủ một số ít công chức trong ngành còn vi phạm công tác phát hiện xử lý các hành vi tham nhũng tiêu cực có nơi còn chậm hiệu quả chưa cao Do vậy, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao yêu cầu toàn ngành tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí Thư, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, đó là phải chống tham nhũng ngay trong các cơ quan làm công tác phòng chống tham nhũng và đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng phải có bản lĩnh vững vàng, có dũng khí đấu tranh, phải trung thực, liêm chính, chỉ công vô tư viện trưởng viện kiểm sát các cấp thủ trưởng các đơn vị quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm quy định của đảng nhà nước và của ngành về phòng chống tham nhũng tiêu cực xử lý nghiêm các trường hợp cố ý vi phạm pháp luật tham nhũng tiêu cực trong khi thực trong thực thi công vụ để răng đe giáo dục cái này rất là rõ ràng ha trong cái quá trình mà thực thi công vụ để xảy ra các vấn đề tham nhũng tiêu cực thì phải quán triệt tư tưởng ngay từ đầu xử lý triệt để Cùng đó là công khai, minh bạch tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị, thực hiện nghiêm quy định về tặng quà và nộp lại quà tặng, về kiểm soát quyền lực, về kê khai và kiểm soát tài sản của người có chức vụ, quyền hạn. Chỉ thị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao còn nhấn mạnh thủ trưởng các đơn vị, viện trưởng viện kiểm sát các cấp cần tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ tăng cường công tác thanh tra tự kiểm tra trong nội bộ đơn vị nhất là các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực chủ động tự phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm nhất là các trường hợp nhũng nhiễu gây phiền hà với người dân vụ lợi khi giải quyết công việc đối với bị can bị cáo đương sự người khiếu nại tố cáo và người có liên quan đồng thời tạo điều kiện để công chức viên chức người lao động và nhân dân tham gia phát hiện đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực bảo vệ người khiếu nại tố cáo tham nhũng tiêu cực và xử lý người có hành vi lợi dụng tố cáo tham nhũng tiêu cực để gây mất đoàn kết nội bộ vu khống hãm hại người khác xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu không chủ động và thiếu trách nhiệm trong việc phát hiện để xảy ra những Tham nhũng tiêu cực trong cơ quan đơn vị do mình trực tiếp lãnh đạo, quản lý, nhất là đối với trường hợp bao che, ngăn cản việc phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng giao cho cơ quan cảnh sát điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương kịp thời xác minh, điều tra để xử lý nghiêm các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp thủ trưởng các đơn vị viện trưởng viện kiểm sát các cấp tập trung lãnh đạo chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý nghiêm các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm nhất là các vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực và ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo chú trọng công tác kiểm soát nội bộ không để xảy ra tham nhũng tiêu cực trong các cơ quan đơn vị làm nhiệm vụ chống tham nhũng, đảm bảo giữ uy tín, hình ảnh của ngành trong thực thi nhiệm vụ, chỉ thị nêu rõ. Thì trên đây là bài báo về chỉ thị của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao trong cái quá trình mà xử lý. Ở đây cái nội dung được đưa ra như cái tiêu đề được đưa ra là xử lý nghiêm cái hành vi lợi dụng tố cáo để vu khống, hãm hại người khác á. thì ở đây nó còn bao hàm luôn không chỉ là những cái sự việc đơn giản ở bên ngoài mà kể cả các cái câu chuyện khi mà phát hiện ra tham nhũng tiêu cực thì phải có các cái chế độ để mà bảo vệ theo như đúng quy định của pháp luật để đảm bảo những người người ta có khả năng và người ta dám đủ dũng cảm để đứng lên để thực hiện cái hành vi tố giác, tố cáo đó. Và song song với việc đó nó cũng có những cái hành vi sẽ có những cá nhân lợi dụng cái câu chuyện tố cáo, tố giác để mà mang ra đó làm cái gì? Tạo ra một sự nghi kỵ, mất đoàn kết, gây lúng cũng nội bộ làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự nhân phẩm của người khác mà như cái tiêu đề ở đây là những cái hành vi mà lợi dụng tố cáo để vu khống hãm hại người khác thì cần phải xử lý nghiêm và triệt để. À, trong cái bài báo này Thoạt nhìn thì chúng ta thấy rằng ồ nó chả có liên quan một tí nào hết trơn mà chẳng có gì hết nhưng không ganh cái gì ạ. Đôi lúc mà chúng ta cần phải sâu chuỗi nhiều vấn đề lại thì ở đó chúng ta mới thấy được. À, tôi không biết là như thế nào nha. Đây là nhận định cá nhân của Phong. Bây giờ chúng ta quay trở lại với cái sự việc mà chúng ta đang quan tâm. Hiện tại tòa án đang trả hồ sơ để điều tra bổ sung liên quan đến vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng. Ở trong đó yêu cầu và đề nghị làm rõ ba nội dung. Thứ nhất, cung cấp đầy đủ chứng cứ để chứng minh các cái thiệt hại thực tế của những người văn nghệ sĩ. Thứ hai, làm rõ cái vấn đề có hay không có cái hành vi vi phạm pháp luật với cái tội danh 155 156 của bà Nguyễn Phương Hằng. Mà khi đó trước đó trong kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra và viện kiểm sát không hề có. Không được thể hiện. Vấn đề thứ ba đó chính là làm rõ có hay không có vai trò đồng phạm của ông huỳnh Đức dũng theo như lá đơn tố cáo của con bà nguyễn phương hằng đó chính là ông nguyễn quang tuấn thì với hiện tại cái câu chuyện này thứ nhất chúng ta thấy là tòa trả hồ sơ về cho viện thì bây giờ trách nhiệm hoàn toàn thuộc về viện kiểm sát nhân dân thành phố nếu mà viện không thể thu thập đầy đủ thêm chứng cứ thì viện sẽ được quyền trả về cho cơ quan cảnh sát điều tra nhưng mà ở đây thì chúng ta chưa thấy thông tin đó chúng ta chỉ biết là thông tin à, uh, viện họ tiếp nhận cái uh, thông tin này thôi thế thì cùng lúc song song với câu chuyện này mà hôm nay đã là 29 tây tháng 6 rồi uh, thời gian theo quy định của pháp luật tòa trả hồ sơ về là một tháng thì ngày còn ngày mai nữa là ngày 30 ngày mốt là ngày mùng 1 chúng ta còn võ mạng khoảng hai ngày nữa thì sẽ có cái thông báo này thế thì hôm nay đã có cái chỉ thị này từ phía viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao thì phong không biết rằng là theo góc nhìn của tất cả khuyến giả như thế nào chứ riêng bản thân cá nhân của mình mình thấy được một điều rằng là đang có thực chất là từ trước đến bây giờ và trong vòng vài năm trở lại đây các anh các chị sẽ thấy ở việt nam phá rất nhiều vụ đại án đúng không và rất rất nhiều các cái vụ việc liên quan đến tham ô tham nhũng được mang ra đưa ra ánh sáng đó là thể hiện cái sự quyết tâm của đảng và nhà nước trong cái quá trình thanh lọc lại toàn bộ bất kể đó là ai bất kể đó là người nào từ công chức viên chức luật sư cho đến doanh nhân cho đến bất kỳ một cá nhân nào hay nhìn qua nhìn lại trong cái câu chuyện này thì với những cái chỉ thị như thế này thì chắc chắn một điều rằng khó sẽ rất là khó để cho những người bây giờ muốn làm sai cũng không làm sai được sẽ không có bất kỳ một cái vùng cấm nào trong câu chuyện này cả không có bất kỳ vùng cấm nào hết sẽ xử lý và xử lý một cách triệt để cho nên cái điều này nó làm, càng làm cho bản thân của phong cảm thấy là vững tin hơn trong cái việc đi giải quyết các cái sự việc mà tránh cái câu chuyện ở đó là vì lý do cả nể vì lý do là vuốt mặt nể mũi thế này thế kia vì lý do là ờ thân quen quen biết đảm nhiệm chức vụ này đảm nhiệm chức vụ kia đảm nhiệm quyền hạn này quyền hạn nọ cấp dưới bao che cho cấp trên không dám tố cáo tố giác thì đây là một cái phương án rất là mở và phải yêu cầu đơn giản là cụ thể nhất trong cái việc những đơn vị đứng ra xử lý về phòng chống tham nhũng thì trước mắt họ phải là những người trong sạch cái đã lý trí lý trí phải vững kể cả là tinh thần cũng vững luôn có một sự dũng cảm không hề nhẹ trong việc này cả nhà thấy cái tình hình này học lấy không hợp lý đúng không từ từ chúng ta cứ chờ xem thông tin nó là cái gì và cái nội dung thứ hai tiếp theo trong cái vụ việc này đó chính là chia sẻ với các anh các chị phong lên phong ngồi phong nghe người ta chia sẻ như thế này người ta nói rằng là à, trong cái câu chuyện của bà hằng khi mà tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung đến bây giờ thì không thấy nhắc gì chưa thấy nhắc gì đến cái câu chuyện là cái vai trò đồng phạm của ông huỳnh uy dũng và nhiều người đưa ra những cái nhận định của họ về cái chuyện là À, khi bà Hằng tham gia livestream thì ông Dũng có tiến hành can ngăn thế này thế kia nhưng mà biểu hiện của bà Nguyễn Phương Hằng rất là cứng rắn rất là quyết liệt rất là nhiệt tình trong cái việc rằng là bà ấy thể hiện rằng tôi là một người có đầy đủ năng lực đầy đủ trách nhiệm tôi có thể có khả năng tôi chịu hết tất cả mọi cái vấn đề khác miễn sao nếu người nào đó trở thành một người đứng ra cản chân của tôi thì tôi sẵn sàng làm các việc như sau cụ thể là nhiều người đưa ra quan điểm mà tôi không biết là họ đưa ra cái quan điểm này để làm cái gì á Tôi thấy cái quan điểm này đưa ra là tôi sợ Mặc dù trong cái livestream của bà Nguyễn Phương Hằng trước đây thì có cái này chứ không phải là không có Tôi hỏi các anh các chị Bây giờ mà còn đưa ra cái quan điểm nói rằng bà Hằng đứng ra tuyên bố Nếu mà ông Dũng cản trở bà Hằng Không cho bà Hằng livestream, không cho bà Hằng đấu tố Thì bà Hằng sẵn sàng đi tự thiêu là cái thứ nhất bà hằng sẵn sàng đứng ra để mà viết vào đơn ký vào đơn ly hôn để ly hôn với ông dũng và bà hằng là người có tiền có tài sản trong cái câu chuyện này các anh các chị nghĩ xem để coi xét tới cái chỗ này thì chúng ta cùng nhìn lại một tí nhé mặc dù về mặt quy định của pháp luật thì cái câu chuyện mà che giấu tội phạm không được áp dụng cho những cái tội phạm mà nếu ở đó nó không phải là các cái tội phạm liên quan đến vấn đề rằng là xâm phạm đến an ninh quốc gia ha và nó cũng có loại trừ luôn miễn trừ trách nhiệm hình sự luôn với những người có những cái mối quan hệ thân thuộc giống như là vợ chồng cha mẹ anh chị em con cái cho nên xét tới cái vấn đề này xét tới vấn đề này chúng ta sẽ không nói đến cái chuyện rằng là à liệu rằng có hành vi bao che tội phạm hay là không hoặc là hành vi mà không tố giác tội phạm hay là không trong cái trường hợp này bởi vì quy định của pháp luật họ hoàn toàn họ hiểu trong cái lý nó có cái tình đứng ở cái vị trí người chồng thấy người vợ mình như vậy cũng không thể nào nỡ lòng nào mà đứng ra làm căng hay là đứng ra làm đơn để tố giác vợ của mình nhưng <laughs> cái gì nó cũng có cái chữ nhưng của nó hết căng cái chị lạ ghê bởi vì xét quay trở lại là về cái vấn đề cái vai trò đồng phạm đó. xét về vai trò đồng phạm đó, nó không phải nó rộng mà phải nói là nó cực kỳ nó rộng luôn các anh các chị xét về vai trò đồng phạm nó cực kỳ nó rộng ở đây này cho tôi hỏi trước trong cái vụ của bà Nguyễn Phương Hằng các anh các chị có còn nhớ không xét đến các cái yếu tố sợ nhiều người quên tôi nhắc lại cho nhiều người nhớ ngoài cái vấn đề bà Hằng bị mời lên bốn lần ngoài cái việc ông Dũng tham gia livestream cùng với bà Nguyễn Phương Hằng rất rất nhiều video clip không phải là ít và hai video clip cuối cùng vẫn có sự tham gia của ông Dũng ở trong đó và vẫn có sự phát biểu của ông Dũng ở trong đó cái sự phát biểu của ông Dũng ở trong đó nó hùng hồn đến nỗi là ông Dũng đứng lên và nói rằng cần thiết bán cái này bán cái kia bán đất chơi hết chơi tắt tay luôn mà tôi không biết rằng cái pha này là chơi tắt tay là chơi tắt tay với ai mà tôi không biết chủ thể của cái việc chơi tắt tay là chơi với ai bởi vì nếu tính đến thời điểm cái livestream của bà Nguyễn Phương Hằng vào vào khoảng ngày 19 tháng 3 ở ngày 20 Bà ấy bị bắt vào ngày 24 tây tháng 3 Thì cái livestream cuối cùng hình như là vào ngày 21 hay sao 21 hay 22 gì đó Tháng 3 năm 2022 hai Thì cái thời điểm đó Cái kết luận của Bộ Công an Về cái vấn đề từ thiện của các văn nghệ sĩ cũng có rồi Cái kết luận về câu chuyện của ông Võ Hoàng Yên cũng có rồi Thì tôi không biết rằng Đến khi đó mà vẫn còn Rất là hùng dũng để mà đứng lên để tuyên bố Rằng sẽ chơi tắt tay trong cái câu chuyện này Thì tôi không biết rằng là cái quan điểm của họ Và lúc đó họ muốn tắt tay là tắt tay về vấn đề gì hay là tắt tay của họ ở đó là về cái chủ thể nào để mà tắt để mà chơi tắt tay mặc dù trước đó bà hằng đã bốn lần bị vi phạm và tôi cũng không quên nhắc cho tất cả quý giả nhớ là khi bản thân của bà hằng lên mà chia sẻ khi lên làm việc và tiếp xúc với ông võ hoàng yên cùng với luật sư của mình thì ở trên đó có cái câu chuyện là bị ông luật sư kính là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông võ hoàng yên là hành hung thế này thế kia rồi nói rằng cơ quan công an ngồi ở đó nhưng mà không chịu giám sát cái câu chuyện rồi để cho ông dũng vào trong đó là cũng la lối ôm sòm đợi đến khi người này người kia lên rồi phải gọi điện cho ông dũng vào ở trong đó để mà can ngăn nếu các anh các chị theo dõi kỹ những cái livestream của bà hằng chúng ta sẽ thấy ông dũng cũng có lên chia sẻ về vấn đề này ông dũng cũng có nói về vấn đề điều tra viên vào trong đó làm như thế nào thúc ép bà Hằng ra sao để mà nó xảy ra cái vấn đề và ông ấy phải vào để mà làm việc này làm việc kia nói rằng bà Hằng bị một mình một mình bà Hằng mà phải đứng ra bị nhiều người người ta hành hung ở bên trong cái phòng làm việc khi mà tiếp xúc với luật sư của Uyên thì không biết rằng cái tình tiết này nó có cho các anh các chị thêm cái suy nghĩ gì hay không thì tôi không biết ha tôi không biết nhưng tôi quay ngược Cột mốc thời gian lại quay ngược cột mốc thời gian lại suy ra từ câu chuyện của ông Võ Hoàng Yên thôi chứ không đâu xa hết trơn Thế bây giờ nếu cái giai đoạn đầu tiên bản thân của ông Dũng và bà Hằng cũng lên nói rằng bây giờ chúng ta sẽ tơi tắt tay à, Chúng ta sẽ đứng ra chúng ta làm việc này làm việc kia trong cái việc là tố ông Võ Hoàng Yên về vấn đề này vấn đề nọ Nhưng thực sự mà nói cái câu chuyện vợ chồng ông Dũng bà Hằng đứng ra ở đây để mà tố ông Võ Hoàng Yên trên cái phương diện về mặt truyền thông thì có sự xuất hiện của ông Dũng Nhưng trên bề mặt giấy tờ khi mà đứng ra tố thì chỉ có mỗi bà Hằng đứng đơn để mà tố thôi. Được chưa? Mỗi bà Hằng đứng đơn thôi. Thì tôi không biết rằng là ngay từ đầu họ có nhận thức được rằng là cái hành vi đi tố cáo tố giác đó nó có đúng hay là không, bởi vì trước khi mà có cái hành vi tố cáo tố giác đó ông yên cũng có đã có gặp vợ chồng ông Dũng bà Hằng để mà làm việc đúng không? Ông đã hẹn gặp làm việc rồi từ đó ông yên trả hết số tiền tất cả các cái thông tin các cái chứng cứ đó ra và cuối cùng xuyên suốt một khoảng thời gian gần một năm trời khi cơ quan chức năng họ vào cuộc họ xử lý họ điều tra thì thành ra nó không có cái thông tin gì cả nó không có cái thông tin gì để nói rằng chứng minh rằng ông ấy đứng ra ông ấy lừa đảo không có thông tin để chứng minh ông ấy đứng ra lừa đảo vợ chồng của ông dũng và bà hằng thế thì liệu rằng ngay từ đầu vợ chồng ông dũng và bà hằng có biết được là không có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ chồng à, của ông võ hoàng yên đối với vợ chồng ông bảy hay là không mà sao ông bảy vẫn đi tố giác tố cáo thôi mà nói như vậy thì tôi lại tôi lại nhìn lại phải nhìn tới cái dòng tiêu đề trên trang báo thanh niên về cái nội dung của viện kiểm sát dân dân tối cao viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao nêu xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng tố cáo để vu khống hãm hại người khác thế thì xét về cái góc độ đó nếu mà nó rằng chơi tắt tay hết Sẵn sàng bán đi chơi hết Của bán luôn bán của chơi luôn Có bao nhiêu tài sản mang ra Bán chơi hết chơi tắt tay Anh sẽ theo em đến cùng anh ủng hộ anh hỗ trợ em đến cùng Chết Với cái câu nói mà anh ủng hộ Anh hỗ trợ em đến cùng Là không biết ủng hộ và hỗ trợ Với cái chủ thể của nó đây là gì Với cái hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng Hay là với cái mục đích của bà Nguyễn Phương Hằng Mà mục đích của bà Nguyễn Phương Hằng là gì Ồ vạch mặt thằng y lừa đảo mặt vật vặt mặt văn nghệ sĩ hai mặt đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hả hay là vạch mặt cái vấn đề gì hay là vạch mặt các cái sự bao che che giấu cái gì đó phía sau câu chuyện này tôi không biết vạch mặt vặt mặt cái gì mà tôi cũng không biết được rằng đứng ở cái vị trí và vai trò của ông Dũng trong cái giai đoạn đó ông ấy đứng lên ông ấy rất là hùng hồn tuyên bố là anh sẽ ủng hộ thế này anh sẽ ủng hộ thế kia và ủng hộ chơi tới cùng chơi tới bến luôn và cần đưa ra tới trung ương thì cứ đưa ra tới trung ương Thì không biết với cái 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 nội dung đó mà khi bà Nguyễn Phương Hằng bãi bị bắt rồi á Thì cái nội dung đó có được xem như là cái việc ủng hộ cho cho bà Nguyễn Phương Hằng Trong cái việc thực hiện cái hành vi của mình hay là không Thì bản thân của Phong à Chỉ có chia sẻ với các anh các chị thôi Còn tôi thì tôi cũng không phải là cơ quan chức năng Cho nên mình chỉ đưa ra những cái nhận định của mình Đưa ra những cái quan điểm của mình Chứ còn để nói về cái việc rằng là mình đứng ra mình phán xét Cũng không phải là mình phán xét Không phải phán xét Bởi vì khi mà đọc lại nè Đọc lại các cái quy định của pháp luật Trong uh, Cái quy định về cái vai trò đồng phạm á, Trong quy định vai trò đồng phạm á, Nó có cái cái mục về người giúp sức Chia sẻ đoạn này cho các, các chị nghe thử Xem để nó hợp lý không á. Thì người giúp sức là người tạo điều kiện Tinh thần hay vật chất Cho việc thực hiện tội phạm Đặc điểm của người giúp sức là tạo ra những điều kiện thuận lợi cho người đồng phạm khác thực hiện tội phạm. Nói cách khác, trong đồng phạm người giúp sức có thể thực hiện hành vi giúp sức về vật chất hoặc giúp sức về tinh thần cho những người đồng phạm khác thực hiện hành vi phạm tội. Trong cái vụ bà Nguyễn Phương Hằng có một cái à, có cái vấn đề như thế này là bà Nguyễn Phương Hằng được xét là vị trí là chủ mưu đúng không? Rồi sau đó là có bốn đồng phạm khác là trong đó có ba nhân viên và một ông tiến sĩ luật thì ba nhân viên kia có đồng thời là nhân viên của ông dũng hay là không có ông tiến sĩ luật kia thì thôi không nói tại vì sao cái mối quan hệ của họ nó không rõ ràng được chưa giúp sức về vật chất có thể được biểu hiện ở những hành vi cụ thể như là cung cấp công cụ phương tiện cho người khác loại bỏ khắc phục những khó khăn trở ngại để tạo điều kiện cho người giúp cho người thực hành thực hiện tội phạm về mặt vật chất có nghĩa là em không có tiền thì anh bán đất anh bán đai anh có cái này anh có cái kia tôi ủng hộ tôi hỗ trợ anh chị cứ lên nó đi tôi sẵn sàng ở bên dưới tôi cổ vũ cho anh các chị các anh các chị cần thì fan ở bên dưới ủng hộ đồng hành cùng với anh chị trên con đường này vâng cái nội dung về tinh thần này giúp sức về tinh thần có thể được biểu hiện ở việc đưa ra những chỉ dẫn góp ý kiến cung cấp sơ đồ nơi gây án, tình hình, quy luật hoạt động của nhân viên bảo vệ chủ của chủ nhà vân vân, hành vi giúp sức về tinh thần, tạo cho người thực hành có thêm điều kiện thuận lợi để thực hiện tội phạm và củng cố quyết tâm thực hiện tội phạm của người đó. Củng cố quyết tâm luôn. Và cái hành vi giúp sức có thể được thực hiện bằng hành động hoặc không hành động. Và ví dụ cụ thể như là thỏa thuận với người thực hiện hành động buôn lậu đi qua khu vực tuần tra canh gác của mình sẽ không bị bắt giữ. Được chưa? Còn về hành vi giúp sức về tinh thần khác với hành vi xúi dục trong đồng phạm ở chỗ này nè. Hành vi xúi dục là hành vi tác động đến ý chí của người khác chưa có ý định phạm tội hoặc có ý định phạm tội nhưng chưa quyết định thực hiện tội phạm với ý thức làm cho người bị xúi dục phải quyết định thực hiện hành vi phạm tội còn hành vi giúp sức về tinh thần không có ý nghĩa thúc đẩy người khác quyết định thực hiện tội phạm người khác đã tự quyết định thực hiện tội phạm rồi có nghĩa là nếu trong cái câu chuyện bà Hằng các chị lấy cái ví dụ đơn cử về cái việc là bà Hằng bà đã quyết định đã quyết tâm bà làm rồi dù cho ông Dũng có nói gì đi chăng nữa thì bà Hằng sẵn sàng ly hôn bà Hằng sẵn sàng tự thiêu thì cái việc giúp sức ở đây nó thể hiện cái gì? Hành vi giúp sức về mặt tinh thần này Nó không có ý nghĩa là thúc đẩy người khác quyết định thực hiện tội phạm Bởi vì bản thân họ đã quyết định trước rồi Người khác đã tự quyết định thực hiện tội phạm rồi Mà chỉ tạo điều kiện thuận lợi Củng cố thêm quyết tâm phạm tội của người Được giúp sức khi thực hiện tội phạm Đã khi thực hiện phạm tội có nghĩa là nó tạo ra một cái điều kiện thuận lợi và nó củng cố thêm cái quyết tâm bà Hằng phải quyết tâm làm cho được cái hành vi phạm tội của người đó để người ta thực hiện phạm tội thế thì nhìn qua nhìn lại trong cái câu chuyện này đã nói là lấy cái dẫn chứng cụ thể rồi lấy cái thông tin là đó bà hằng như thế này bà hằng như thế kia các anh các chị quên mất rằng là chủ thể các anh các chị đang đứng ra bảo vệ là bảo vệ ai cho nên tôi mới nói là các anh các chị lựa chọn đi bảo vệ cô hay bảo vệ chú mà bảo vệ cô bảo vệ chú rồi bây giờ nó lại xuất hiện tới một nhân vật thứ ba là con của cô Thế thì những người quan sát trong câu chuyện này, các anh các chị lúc này mà dùng tình cảm vào trong này là hỏng, hỏng chắc luôn. Lúc này chỉ có dùng lý trí thôi. Và sâu chuỗi là tất cả các vấn đề. Chứ nếu càng đưa ra thông tin để bao biện, càng đưa ra thông tin để biện minh thì xin lỗi các anh các chị. Nó càng minh chứng rõ và tự các anh các chị đang chứng minh cho khán giả bên dưới những người ngồi quan sát. Chỉ cần để ý một tí tinh tế một xí là sẽ hiểu ra được mấu chốt vấn đề nó đang nằm ở chỗ nào còn quyền quyết định vẫn là của cơ quan chức năng quan điểm của tôi cũng rất là rõ ràng như thế cho đừng có ai vô bình luận gì ố vậy là ông nói trước bớt xong kêu là ngồi chờ cơ quan chức năng thì tôi đâu phải người phán xét tôi cũng không phải là quan tòa mạng cho nên tôi đâu có quyền đó đâu nhận định cá nhân của tôi dựa trên căn cứ và quy định của pháp luật vừa rồi tôi đọc cho tất cả quý giả là những căn cứ và quy định của pháp luật đấy Chứ không phải là tôi tự tôi ngồi tôi vẽ ra Và tôi chỉ mang nó tôi ứng dụng vào Và tôi áp dụng vào một cái tình hình và một câu chuyện thực tế Còn hiểu như thế nào Hiểu được đến đâu tùy vào khán thính giả ha. Thì đó là những gì Phong muốn chia sẻ với tất cả quý khán giả Trong nội dung video clip tối ngày hôm nay Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý khán thính giả Rất là nhiều để dành thời gian theo dõi Và nếu không vướng bạn Thì các anh các chị có thể theo dõi Cái livestream trực tiếp trên kênh Phan Phong Official của phong và cái khung thời gian phong hay đăng tải video clip hàng ngày là 12 giờ trưa và 20 giờ tối. các chị ha. đừng quên bấm vào nút like đăng ký kênh và chia sẻ video clip nhé. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những video clip lần sau.